Mọi người, hôm nay là ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 2020 rồi. Ngày hôm nay thì trời cũng cực kỳ đẹp này, có nắng nhưng mà không hề nóng. Thế là mình cảm thấy là có hứng thú một chút để bắt đầu cầm cái máy để quay vlog. Trong một thời gian khá là dài là mình cũng không có cầm máy để quay bất cứ cái video nào. Khoe với mọi người là mình mới nhuộm tóc mới. Đây là màu nâu hồng. Thực ra ở ngoài thì là nó đã hơi bay màu rồi, nhưng mà không sao. Thì trong cái khoảng thời gian này là mình đang định nuôi tóc dài ấy, thế là tóc cũng kiểu siêu chán luôn, không biết để kiểu gì. Thế là mình quyết định là mình đi nhuộm, mình đi tẩy luôn. Nhưng mà thấy trông cũng sáng sủa hơn một tí. Hôm nay thì mình sẽ mang theo cái máy ảnh phim này, và nghĩa ra là lần trước mình cũng có sẽ quay một cái vlog với cả cái máy này, xong cũng không thành công. Thế là cái máy này cũng đã chụp được khá khá ảnh rồi, và bây giờ mình cũng rất là muốn xem mà những cái bức ảnh mà mình chụp sẽ vừa ra như thế nào. Một chút nữa thì mình sẽ có hẹn đi ăn trưa, thì có gì mình sẽ vlog lại nha. Đây là OOT của mình ngày hôm nay. Mình mặc một cái shirt dress của một cái brand mới tên là Green Stuff. Mình có vừa story ở trên Instagram xong mình mới unboxing cái hộp quà của các bạn ý. Trời ơi, cái packaging siêu chỉn chu và siêu đẹp, đáng học tập cực kỳ luôn ấy. Thì đây là cái shirt dress các bạn ý may, cực kỳ đẹp. Vải mình mix cùng với một cái chiếc túi màu xanh như thế này. Hello mọi người, bây giờ là 5 giờ chiều rồi. Đáng nhẽ ra là lúc này ăn xong thì mình sẽ đi siêu thị để mua rượu vang. Tối nay là xem pháo hoa rồi uống rượu vang chúc mừng các thứ. Cuối cùng là ăn no quá về nhà ngủ quên đến bây giờ luôn. Bây giờ chắc là mình sẽ chạy ra siêu thị để mua kịp luôn. Không có chút nữa thì mình sợ là đường hơi đông. Cầm một hồi, tìm đây rất là nhiều.
kiểu và pháo hoa trong trời lạnh nhờ chuẩn nhỉ. Rồi sợ bà thì bên kia nó bắn bên kia đó đúng điểm đúng không, nó sẽ khó đó kìa. Bắt đầu chưa, nó sẽ khó sân khấu cho bên kia là xa xa dưới kia nhà đấy không có điểm rồi kìa. Ok bắt đầu rồi, happy new year. Cali, ok, chúc mừng năm mới, ok, chúc mừng năm mới. Nên là sẽ mua một số nguyên liệu. Đây, cái này có sẽ có rau mùi. Cái này trông ngon ngon. Chỗ này được. Mua bơ thì quan trọng là bị sốt. Bơ bị mắc rồi. Mua gì nữa nhỉ? Sữa đặc. Đặc ở đây đâu? Mua salami về uống rượu vang. Cái này ăn ngon này. Mình sẽ lấy một khay bánh mì bơ tỏi tối nay ăn với cả gà. Đây là nguyên liệu hôm nay để mình làm cánh gà nướng thì chắc chắn là có cánh gà rồi. Ngoài ra thì mình sẽ mua một số cái gia vị để làm sốt ướp. Đây mình có là ngũ vị hương này, bơ này, tỏi, sả xay, ngò, sữa đặc và mình mua thêm cả măng tây để nướng nữa. À còn có cả bánh mì để ăn kèm, bánh mì bơ tỏi nãy mình có mua.
vừa có chặt gà xong. Bây giờ thì mình làm sốt, sau đó ướp gà, nướng là xong. Món này khá là nhanh. Xong một cái phần sốt, bây giờ mình sẽ ướp với thịt gà và cho lên nướng thôi. Good morning mọi người. Tí nữa thì mình có hẹn đi cà phê với cả Somali. Mình sẽ chạy qua nhà Sô để uống cà phê ở cả nhà Sô luôn. Sau đó thì chúng mình đang tính là sẽ đi ra quận 1 để tới một cái background. Đợt gần đây có vẻ là rất siêu hot ở trên Instagram, thấy các bạn chụp rất nhiều. Thì bọn mình cũng rủ nhau là ra đấy đi, chụp thử xem như thế nào. Thì bây giờ là mình đi đây và hẹn gặp mọi người ở cà phê nhé. Quên, bây giờ mình sẽ khoe với mọi người outfit ngày hôm nay của mình. Thì mình mặc một cái set đồ màu be như thế này của một brand tên là Kifa Studio. Và chắc là mình sẽ mix với cả chiếc túi này, chiếc túi mới của Tasky Pose. Và không thể quên chiếc máy ảnh phim. Hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục game theo. Bây giờ bọn mình vừa có cà phê xong và mình sẽ đi về nhà Sô để thay đồ và sẽ tiếp tục đến cái địa điểm quận 1 mà lúc nãy mình có nói để chụp ảnh tiếp. Cửa này đẹp nhá. Đây là cái chỗ mà chúng mình sẽ đi chụp ngày hôm nay đây. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị chụp. Đẹp đấy rồi. Hôm nay mình đi ăn chay và đây là món của mình, cơm chiên Dương Châu. Đây là cơm đĩa ở đây. Mình gọi thêm gỏi ngó sen thì thật rất là ngon. Của Sô là gì nhỉ? 11 cà phê. Đúng rồi.
trên Shopee, cũng không nhớ shop lắm. Một cái đầm của Tatan Studio, đôi bút, my favorite bút của mình, một cái túi như thế này. Don't leave me now. Now all I'm feeling down. Please don't.